Đây, ở chào mừng năm đã quay trở lại với kênh YouTube của Tinh Tế. Mình là Minh Đức. Còn trên tay mình đang là OnePlus Nord, một trong những cái chiếc máy thuộc phân khúc cận cao cấp đầu tiên mà OnePlus họ cho ra mắt. Sau rất là nhiều năm họ chỉ làm những cái chiếc máy flagship và còn được mệnh danh là flagship killer. Vậy thì cái chiếc OnePlus Nord này nó có những cái đặc điểm gì và liệu nó có phải sẽ trở thành một cái chiếc cận cao cấp killer giống như là những chiếc flagship khác mà OnePlus đã từng làm nên tên tuổi hay không? Thì trong clip này mình sẽ chia sẻ với anh em về cái chiếc máy đang được bán chính hãng tại Việt Nam, OnePlus Nord. Thì đây là cái chiếc hộp của OnePlus Nord được bán chính hãng tại Việt Nam. Cái phiên bản mình mượn được ở đây là phiên bản màu xám đậm. Ngoài ra thì nó sẽ còn một cái phiên bản màu xanh nữa. Và cái cấu hình ở đây á, thì mình sẽ có một chiếc OnePlus Nord với cái dung lượng RAM là 12GB cũng như là 256GB ROM. Rất là nhiều những cái thông tin khác nữa về thông số kỹ thuật máy được ghi rất là rõ ràng ở phần mặt lưng như thế này, tất nhiên là bằng tiếng Việt. Ở bên trong hộp của OnePlus Nord thì tất nhiên là chúng ta sẽ có máy và mình sẽ để riêng ra một bên. Mặt lưng đẹp quá, cầm chắc chắn đầm tay lắm luôn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái phụ kiện khác đi kèm, thí dụ như là một cái ốp lưng cũng khá là được đầu tư chăm chút. Một trong những cái điểm đáng chú ý thì đó chính là một cái combo sạc theo cái công nghệ Warp Charge của OnePlus với cái công suất đầu ra lên tới là 30W. Đây là một cái công suất sạc được OnePlus họ tự phát triển dành riêng cho những chiếc máy của họ. Vì vậy cho nên là anh em phải luôn giữ lại cái combo cáp sạc này để có thể tận dụng tối đa cái khả năng sạc với tốc độ cao cho chiếc máy này. Và đây là OnePlus Nord. Anh em có thể thấy là chúng ta sẽ có một cái chiếc máy với cái tỷ lệ màn hình là 29. Cái trọng lượng của nó là khoảng 184g. Tất cả mọi thứ nó được kết hợp với lại cái cách build máy, cách hoàn thiện rất là chắc chắn và cho cái cảm giác thật sự cận cao cấp, và nó mang âm hưởng khá là nhiều của những cái chiếc máy cao cấp nói chung hay là những cái chiếc dòng Pro của OnePlus nói riêng. Cái phiên bản màu xám mình đang được cầm ở đây thì màu sắc ấy, nó sẽ được chuyển nhẹ từ những cái sắc đậm hơn sang một cái màu xám bạc ở những cái góc nhìn khác nhau. Tất cả mọi thứ nó được nằm ở dưới một cái lớp kính của Gorilla Glass 5 ở cả mặt sau lẫn mặt trước luôn. Vì vậy cho nên là thật sự mà nói thì cái việc mà sử dụng cái chất liệu kính ấy, nó sẽ cho cái cảm giác là cao cấp giống như là những cái chiếc máy flagship khác thường hay sử dụng, và thường thì sẽ sử dụng rất là thành công. Hai cái cạnh bên đó, thì nó sẽ được bo cong nhẹ theo kiểu 2.5D một chút xíu, và nó được làm rất là liền lạc với lại cái phần khuôn viền cho cái cảm giác rất là metallic, rất là kim loại. Mặt khác thì cái màu sắc của nó được làm rất là đồng điệu với lại cái phần mặt lưng. Vì vậy cho nên là khi anh em nhìn hay là khi anh em sờ vào, khi anh em vuốt như thế này hoặc là khi anh em cầm tổng thể ở trên tay á, thì nó rất là mượt mà, rất là chắc chắn và rất là solid luôn. Và khi mà nó bị bóp vào hay là nó bị vặn như thế này á, nó giống như là anh em cầm một cái khối liền lạc và nó rất là dễ chịu. Về những cái tiện ích của nó thì em có thể thấy đó, chúng ta sẽ có một cái cụm phím tăng giảm âm lượng ở một cái cạnh trái. Ở cái cạnh phải còn lại thì chúng ta sẽ có một cái nút tắt mở màn hình cũng như là một cái nút gạt chuyển qua lại giữa ba chế độ khác nhau rất là đặc trưng của OnePlus, bao gồm một chế độ để chuông, một chế độ im lặng và một chế độ rung. Đây có thể nói là một trong những cái điểm mình thích nhất trên những cái chiếc OnePlus, vì cơ bản nó sẽ giúp cho anh em chuyển qua lại giữa những cái chế độ đó được dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Bởi vì dù sao đi nữa thì một cái gì đó vật lý khi mà anh em gạt vào á, nó cũng sẽ nhanh chóng hơn và nó có cái mức độ tin cậy cao hơn so với lại việc là anh em phải mở máy lên rồi anh em vuốt xuống rồi anh em chuyển qua lại về những cái chế độ khác nhau ngay trên màn hình này. Ở một cạnh bên dưới thì chúng ta có cái lỗ cắm USB Type-C, những cái mic, cụm loa cũng như là một cái khay lấy SIM. Và ở cạnh còn lại ở phía trên thì chúng ta sẽ có thêm một cái lỗ mic nữa. Cụm camera thì sẽ được sử dụng cái thiết kế là đặt dọc như thế này với những cái camera đặt từ trên xuống dưới, và một cái đèn flash Dualtone thì sẽ được đặt ở bên cạnh, nằm ở bên trong cái thân máy. Nhìn chung thì cảm giác cầm rất là đã, rất là đầm tay luôn. Và đây sẽ là màn hình của OnePlus Nord. Chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 6.44 inch, độ phân giải là Full HD+. Cái công nghệ tấm nền được sử dụng ở đây đó là cái tấm nền AMOLED. Tất cả mọi thứ từ màu sắc cho tới độ sáng và đặc biệt là màu đen sẽ được thể hiện rất là sâu, như là một trong những cái đặc tính rất đáng chú ý của những cái chiếc màn hình AMOLED. Và ở một góc phía trên thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp nút ruồi kép, double nút ruồi với hai cái camera selfie ở đó. Và kỳ thật thì khi mà anh em mới nhìn vào thì anh em sẽ cảm thấy là hơi chú ý một chút xíu và hơi lạ chút xíu, nhưng mà sau khoảng thời gian vài ngày xài thì anh em sẽ dần làm quen với nó, giống như là cái giải pháp của rất là nhiều những chiếc máy khác đã sử dụng trước đây như là S20, những cái chiếc máy của Huawei nữa. Và ngoài ra thêm một thông số nữa của màn hình này thì chúng ta sẽ có tốc độ làm tươi lên tới 90Hz. Mình thấy là cái con số 90Hz nó khá là phù hợp với lại những cái chiếc máy smartphone cao cấp nói chung, hay là những chiếc máy thuộc phân khúc cận cao cấp như là Ngọt như thế này. Vì cái con số 90 sẽ vừa đủ để cho anh em có được một cái trải nghiệm mượt mà hơn so với lại con số tốc độ làm tươi 60. Và dù vậy thì nó vẫn sẽ giữ được sự cân bằng với lại cái việc mà anh em sử dụng thời lượng pin. Sẽ rất là thiếu sót khi mà chúng ta nói tới những cái chiếc máy của OnePlus nói chung hay là Nord nói riêng mà chúng ta không nói tới cấu hình. Ở đây chúng ta sẽ có con chip Snapdragon 765. Đây có thể nói là con chip mới nhất trong số những cái con chip thuộc dòng 7 của Qualcomm. Và một trong những cái điểm đáng chú ý của nó không chỉ là có tốc độ xử lý cao thuộc hàng hiện đại nhất hiện nay, cũng như là chức năng trí thông minh nhân tạo hay là khả năng quay video hay là nhiều chức năng khác về mặt bảo mật. Mà một trong những điểm đáng chú ý là chúng ta sẽ có sẵn kết nối 5G ở đây. Và rõ ràng khi mà vào dịp cuối năm nay, gần như là tất cả những nhà mạng Việt Nam sẽ bắt đầu triển khai cái công nghệ mạng 5G. Việc một chiếc máy cận cao cấp giống như Nord có trang bị sẵn kết nối 5G sẽ là một trong những cái lợi thế của nó để chúng ta có thể là đón đầu cái công nghệ mạng tốc độ cao cũng như là tiên tiến đó. Về giao diện á, thì chiếc OnePlus Nord này vẫn sử dụng một cái giao diện rất là huyền thoại của OnePlus, đó chính là Oxygen. Tất cả mọi thứ từ giao diện bên ngoài cho tới cả những cái icon thì nó đều được làm rất là gần với lại cái Android gốc. Từ đó thì anh em thấy là cái trải nghiệm vuốt hay là tất cả những cái thao tác khác, những cái hiệu ứng chuyển động á, nó cũng được làm rất là mượt mà và rất là thuần túy. Đặc biệt là sẽ không có bất cứ một cái bloatware nào được cài vào trong chiếc máy này, rất là thuần túy, rất là cơ bản. Gần đây thì mình có sử dụng thử cái phiên bản Oxygen dựa trên Android 11 beta thì mình thấy là mình vẫn thích cái giao diện Oxygen phiên bản 10 này hơn. Và về camera thì chúng ta sẽ có lần lượt những cái camera 48 chấm, 8 chấm, 5 chấm và 2 chấm, tương ứng với lại những cái chế độ chụp khác nhau là siêu rộng, chế độ chụp bình thường hay là chế độ zoom 2x, cũng như là nhiều cái chế độ zoom live hay thậm chí là zoom số khác. Tất nhiên cũng sẽ có rất là nhiều những cái filter màu rồi những cái tính năng chụp ảnh xóa phông trong cái giao diện camera này. Tất nhiên là bọn mình sẽ đi chụp thử với cái chiếc máy này và cho anh em xem nhiều hình hơn của chiếc máy này chụp ra. Đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ nhanh với anh em về chiếc OnePlus Nord, một trong những chiếc máy rất là đáng chú ý được bán và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam. Nhiều hình ảnh hơn hay là nhiều trải nghiệm hơn thì anh em có thể là click vào link bên dưới để xem. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức trên tinhte.vn và hẹn gặp lại anh em ở những video khác.